Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,4% trong quý đầu tiên năm nay, mức tăng thấp nhất trong 18 tháng đối với nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Mức tăng trưởng này vượt dự đoán của các nhà kinh tế, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 7,7% trong 3 tháng cuối năm 2013. Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn là 7,5% trong năm 2014, trong khi Trung Quốc đang chuyển dần sang một nền kinh tế bền vững hơn dựa trên tiêu dùng nội địa. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nói, chính vì sự chuyển đổi mang tính cấu trúc này nên cần thay đổi quan niệm và nhìn nhận tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bằng tư duy mới. Lãnh đạo Trung Quốc dường như chấp nhận mức tăng trưởng yếu hơn vào lúc này và đã loại trừ bất cứ biện pháp kích thích kinh tế quy mô nào. Tuy vậy, vào đầu tháng này, Trung Quốc đã công bố một gói kích thích kinh tế khiêm tốn, tăng chi tiêu và một dự án đường sắt và nhà ở giá rẻ. Kinh tế Trung Quốc đang nỗ lực hồi phục từ đợt suy thoái kéo dài ba thập kỷ, tăng trưởng đáng kinh ngạc.